bà làm. Dương của ta đây. Chuyện gì xảy ra? Học trò dai ngắn lưng dài, no làm biếng. Cơm nước có người lo sẵn trơn rồi, không phụ giúp được gì trong nhà trơn. Đọc sách ai mượn ai nhờ đâu. Ui, bực bội quá. Xong ai rước đi giùm tôi một cái. Thấy tôi dọn cơm không? Sao ông lại phụ? Nặng muốn chết luôn đây nè. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ dữ vậy nè trời. Tối ngày cơm bưng nước rót hầu hạ người dân mà cuối cùng nó làm vậy đó. Chịu nổi không à? Trời. Là cái chuyện nữa rồi. Tại sao cái nhà này không bao giờ được yên ổn vậy? Mà làm gì nói vậy? Dù sao á, nó cũng là con của anh tôi, là cháu của tôi với bà. Làm gì bà cứ la mắng nó hoài vậy? Ông không có biết gì hết á. Nó ghét tôi, nó cố tình hất đổ mâm cơm để ông về không có cái gì ăn đó. Chứ, giúp được cái gì mà giúp. Tối ngày á, nó đọc ba cuốn sách này nè. Ủa, mà nó là cháu của ông thì ông lo cho nó đi. Mắc gì tôi phải lo vậy? Bà ơi, nhà mình hiếm muộn, cầu xin biết bao lâu cũng không được một đứa con nào cả. Anh chị tôi thì chết sớm, bà còn nhớ không? Trước khi chết, anh tôi còn trăn trối là tôi phải cố gắng nuôi dạy thằng Chu Sinh học đến nơi đến chốn. Nó là cháu của mình, tôi xin bà thương nó đi, để cho gia đình mình được vui nhà vui cửa. Vui là ông vui á, tôi người dân nước lã mà vui cái gì. Tôi thấy có nó ở trong nhà này mới xảy ra nhiều chuyện như vậy đó. Ông cũng thấy mà, nó ghét tôi thậm tệ luôn. Ông chứng kiến tận mắt rồi đó. Nó ghét bà đâu mà ghét không biết nữa. Ông có ở nhà đâu mà thấy. Trời ơi, sao mà ông trời bất công với tôi dữ vậy nè. Tôi đối với cháu của ông như là bát nước đầy vậy đó. Còn nó hả, nó chửi tôi không ra gì hết trơn hết trọi hết á. Riết rồi á, tôi đâu có dám sai biểu gì nó. Bởi vậy thôi, cho nó đi đâu cho khuất mắt cho rồi ông ơi. Dạ thưa chú, con cảm ơn chú đã nuôi dưỡng con suốt mấy năm vừa qua. Bây giờ thì con cũng đã khôn lớn rồi, con tự lo cho mình được rồi. Với lại con ở đây ngày nào thì thím khó chịu ngày đó, cho nên là con xin phép chú cho con được về nhà ba mẹ con. Nhưng mà con à, căn nhà đó bây giờ hoang sơ lắm rồi. Hơn nữa con qua bên đó con làm gì để sống? Cứ ở đây đi, để chú nói với thím. Ui, ông nghe nó nói đầy tai rồi đó. Nó ý nó có chút chữ nghĩa, nói sâu nói sắc. Cái bây giờ nó nói là nó còn ở đây ngày nào á thì tôi không yên lòng, tôi không vui ngày đó. Vậy thì thôi, bây giờ cho nó đi đâu đi đi. Mai mốt á có no đói gì á cũng không có liên quan tới tôi rồi nha. Nhà có ba người mà lúc nào cũng xào xáo hết á. Bây giờ bà muốn tôi làm sao thì bà mới vừa lòng đây. Chú ơi, chú đừng giận mà, con tự lo cho mình được. Con xin phép. Chu Sinh. Đó. Chu Sinh. Đó. Trời ơi.
đi mà con hàng xóm ơi. Trời ơi, nó cố tình nó gieo tiếng ác cho tôi đó, ông thấy chưa? Tôi đâu có đuổi nó đâu. Vậy mà nó giận rồi nó bỏ nó đi, nó chửi tôi quá trời luôn. Trời ơi, còn nhỏ mà tao ác dữ vậy không biết nè. Thôi trời, nó quạt mày đi. Đi đi luôn mày đi nha mày. Im đi. Chú Sinh. Về con. Dạ. Chú mới tới. Chú đã nói với thím rồi. Mọi chuyện coi như yên rồi. Chú đến đây đưa con về nhà. Chứ ở đây nhà cửa chú thấy hoang sơ quá. Ruộng vườn thì không có. Làm sao mà con sống được? Dạ, ban ngày con đi làm thêm. Mấy bữa nay con có chăn bò cho lão Dần. Lão ta nuôi cơm con luôn. Tối về nhà thì con không có đói nữa. Chú đừng có lo. Tại sao không lo? Còn chuyện ăn học, con lo làm rồi bỏ luôn cái chuyện đèn sách. Rồi làm sao chú dám nhìn mặt cha của con nữa? Dạ, buổi tối con về con luyện văn. Con không bỏ thi đâu. Chú yên tâm đi. Yên tâm? Làm sao chú yên tâm được? Cái dòng họ chú bây giờ chỉ có mình con à. Nghe lời chú đi. Chú đã nói với thím rồi. Thím không có trách móc con nữa đâu. Chú thương con nên chú mới nói như vậy. Chứ còn biết con về bên đó, con sẽ xảy ra nhiều chuyện giống như vậy thôi. Con ở đây một mình, được tự do, con học được nhiều hơn. Chú về nhà, cho con gửi lời hỏi thăm thím nha. Thôi, con nói vậy chú cũng không cản. À, chú có ít đồ và ít đồ ăn gửi cho con. Nhà khó khăn, thành thử chút đỉnh thôi. Lần sau chú ghé, chú đem nhiều hơn nữa. Thôi chú về nha. Dạ, con không dám nhận đâu. Chú cứ đem về cho thím đi. Chú làm như vậy thím biết, thím giận đó. Vài ngày nữa con về con thăm chú thím. Con hứa mà. Con hứa rồi đó nha. Nhớ về thăm chú đó. Chú lúc nào cũng trông con. Chú đi đi. Dạ, chú cứ cầm về cho thím đi. Nói là con cảm ơn. Con không có đói đâu. Cảm ơn chú thím. Mày không cần sự giúp đỡ của tao thì thôi. Còn mày muốn ở đây hả? Thì ở đây luôn đi. Đừng bao giờ về nữa. Đừng bao giờ gặp tao nữa. Mà mày cũng kỳ nữa. Khi hiểu lầm thím mày hoài. Thím mày cái tánh vậy đó. Giận nhưng mà mau quên. Ta đói quá.
vừa đói mà vừa lạnh. Không biết là ta đã nhịn đói mấy ngày rồi. Giờ thì người mệt lạ, không thể nào đi ra ngoài được. Chắc ta chết mất. Chú xin lai tỉnh. Ta là thượng quan ở triều đình Hoa Thành, dân triệu của Thái Hậu. Giờ chú xin về kinh đây. Chú xin mau tỉnh nhận sơ. Sinh. Ta là quốc mẫu của triều đình Hoa Thành. Bà là quốc mẫu của triều đình, bà triệu ta đến để làm gì? Lúc sinh thời, hoàng thượng chồng ta và chúa công là thân phụ của con, kết nghĩa anh em, tình thân hơn ruột thịt. Hoàng thượng có đứa con gái nhỏ là công chúa, là con gái của ta. Còn chúa công có một người con trai tên là Chu Sinh. Cả hai đã hứa là sẽ kết thông gia khi công chúa và chu sinh trưởng thành. Nay ta nhờ thượng quan hạ trần xuống thế, triệu nhà ngươi tới để thực hiện lời hứa đó. Bà nói, mẫu hậu nói là thực hiện lời hứa hả? Ta sẽ tác thành cho con và công chúa nên duyên chồng vợ. Tác hợp cho con cưới được công chúa? Đúng vậy, nhưng bây giờ ta sẽ mở yến tiệc để mừng con đến đây. Ông quốc mẫu, Chu Sinh này nó chim bao nó nằm nó thấy cái gì mà cái miệng nó nhai nhúc nhích ngon quá vậy ta? Ta đã no rồi, công chúa đừng đút ta nữa mà. Công chúa? Ủa, có công chúa nào đâu? Có thấy công chúa nào đâu ta? Trời, có chuyện gì vậy? Tại vì bà đi ngang nhà nè, nghe tiếng ở trong nhà ồn ào quá, cho nên bà ghé qua coi có chuyện gì không. Ủa, nhà chỉ mỗi một mình con thôi, có ai nữa đâu. Ủa sao kỳ vậy ta, ở một mình hả? Mà chú Sinh à, mà trời mới vừa chạng vạng tối à, mà sao con đi ngủ sớm vậy? Nè, con có bệnh không hay là con bị đói? Dạ, tại con học bài nhiều quá nên con mệt, con ngủ tiếp đi. Con chỉ thấy buồn ngủ thôi chứ không có đói. Cảm ơn bà đã quan tâm tới con. Con không có đói phải không? Dạ. Khi nào đói á thì cứ ghé quán bà đi. Bà giúp được cái gì á, bà sẵn lòng mà giúp cho con nha. Dạ. Thôi bà về nha. Dạ. Quốc mẫu. À không, quốc mẫu trong mơ, người hứa sẽ gả con gái cho ta.
chắc nàng đẹp lắm đây. Còn ta thì nghèo nàn, làm sao mà xứng với nàng được. Chú Sinh à, ngươi đang thức mà, không phải là mơ đâu. Cho dù là thật hay mơ, nhưng không hiểu sao ta lại rất muốn gặp nàng. Chàng nhớ nhà hay sao mà nét mặt không vui vậy? Nơi này là ngôi nhà thứ hai của ta rồi. Ta có vợ hiện bên cạnh, ta rất vui. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta sao lại trớ trêu, ban ngày ta mới được gặp nàng trong mộng. Ta cứ nửa tỉnh nửa mê, ta không cam lòng chút nào hết. Thiếp cũng như chàng, mỗi khi chàng về thiếp cũng lo lắng không vui. Hai chúng ta gặp quốc mẫu, xin phép người cho thích theo chàng ha. Nàng nói điều này rất đúng ý với ta. Ta muốn nàng cùng về sống với ta. Ta có nghe thoáng qua chuyện của con, nhưng hiện giờ các con chưa thể đoàn tụ được. Tại sao vậy mẹ? Tiền đế mất đúng vào thời điểm loạn lạc, nên nước Hoa thành này một mình ta cai quản. Vì thái tử còn nhỏ, chưa trị gì đất nước được, mà ta thì tuổi già sức yếu, nên ta phải nhờ công chúa gánh vác công việc giúp ta một thời gian nữa. Quốc mẫu đã nói như vậy, chúng con xin nghe theo. Chu Sinh à, con bây giờ là phò mã, con hãy cùng công chúa gánh vác công việc triều đình giúp ta nhé. Thưa phò mã, Hoa Thành có việc cần kíp, tôi dẫn công chúa đến gặp người đây. Thượng quan dẫn công chúa xuống gặp ta à? Nàng xuống gặp ta để làm gì? Công chúa, do Hoa Thành có loạn, quốc mẫu cho dời kinh đô đi nơi khác, thần ra ngoài chờ. Công chúa nói chuyện với phò mã nhanh để quay về, chứ quốc mẫu chờ lâu không tiện. Quốc mẫu dời kinh, thiếp phải đi theo để giúp người. Việc gấp gáp quá mà thiếp chưa thể bàn bạc với chàng, chàng bỏ qua cho thiếp nha. Ta biết một ngày ở thiên thượng và 100 ngày ở trần gian, nhưng ta phải xin lỗi nàng, bởi vì ta không cùng nàng gánh vác chuyện quốc sự mới đúng chứ. Ta chỉ phân vân là không biết đến khi nào vợ chồng mình mới gặp lại nhau. Thiếp cũng chưa biết, cho nên là mới nói thượng quan dẫn thiếp đi gặp chàng. Chàng cố gắng sôi kinh nấu sử, sau này lên kinh thành ứng thí, rồi cũng có ngày cha con vợ chồng mình gặp nhau. Cha con vợ chồng? Chẳng lẽ nàng đã... Bây giờ thiếp phải về, để quốc mẫu đi trông chờ thiếp. Chàng giữ bảo ngọc này, sau này nhờ nó vợ chồng mình sẽ đoàn tụ. Công chúa, công chúa, công chúa. Công chúa, công chúa.
con nhé. Ông ơi, trời ơi, trời ơi. Gì, cái gì? À, ông ơi, tin gì chưa? Khoan ơi. Đi. Hồi sáng giờ bà đi đâu vậy? Thì đi nhiều chuyện. Ngon không? Vậy mà. Nè, tôi nói trong hay nha. Vụ gì? Trời cao quá con mắt. Con mắt sao? Vợ chú Thiện chết rồi. Chết rồi hả? Ừ. Vợ chú Thiện là thím của chú Sinh đó phải không? Chứ ai nữa? Trời ơi, bà có lộn không? Sao lộn được? Thím của nó sao tôi lộn được không biết nữa. Chiều hôm qua tôi thấy bà còn gây lộn với thằng Tý nó bán bánh tét rồi mà. Thì mới hồi hôm nay. Hả? Mới hồi hôm nay. Nó đói. Ồ. Nó đi xuống bếp. Ồ. Nó kiếm đồ ăn. Ồ. Nó dắt một cục cơm vậy nè. Bự quá. Nuốt vô mắc nghẹn chết rồi. Ồ. Cái người lạ lùng mà chết cũng kỳ quái ha. Ừ. Ê, bà. Hả? Bà. Cái gì kêu hoài? Cái gì? Có ai thấp thoáng nào kia sao giống cái tướng Chu Sinh quá vậy ta? Ừ, nói chứ ai? Mà không ngộ quá. Trời, chắc tại vì nó nghe thím nó chết cho nên nó về nó chịu tan chứ gì. Mà bây giờ sao nó hồng hào mập mạp quá trời đất mà cái tướng nó đi quay dễ quá vậy ha? Tại nó không? Nó chứ còn ai nữa. Nè, để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này nha. Còn hay hơn nữa. Gì? Không có kể gì hết trơn á. Lo buôn bán làm ăn đi. Đi đầu làng cuối xóm mà về kể mệt quá. Ngộ ghê, tao nghe chuyện gì mới lạ tao nói cho nghe cái cũng không chịu nghe nữa. Dễ ghét. Chú Sinh, ra chú Bảo. Dạ, chú mới về. Chú Sinh à, sao chú thấy con cũng ôn luyện tinh thông kinh sử rồi mà con không chịu đi thi? Dạ, con cũng muốn đi thi. Dạ, con cũng có ý muốn chờ. Sao lâu quá mà không thấy tin tức gì của công chúa. Chú Sinh. Chú Sinh. Dạ. Con làm gì ngồi thừ ra vậy? Con nói con chờ là chờ cái gì? Chờ ai? Dạ không, con chờ là con đang chờ kỳ thi. Kỳ thi cũng sắp tới rồi. Chú cũng lớn tuổi rồi. Chú mong muốn một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy con làm rạng danh dòng họ Chu của mình. Dạ thưa chú, nhưng mà từ ngày thím mất, nhờ con về phụ chú nên cuộc sống của chú cháu mình cũng đầy đủ. Bây giờ cũng dư giả được chút đỉnh để làm lộ phí con đi thi. Kỳ thi này con không được bỏ. Con mà chưa công thành danh toại đó thì chú cũng không an lòng. Dạ thưa chú, con sẽ đi thi. Con sẽ làm rạng danh con cháu trong nhà họ Chu. Và con muốn thực hiện lời hứa với một người. Lời hứa? Hứa gì vậy? Dạ, lời hứa là con sẽ đi thi. Con hứa rồi nha. Được rồi, bây giờ chú sẽ đi soạn hành trang cho con. Chuẩn bị đi thi nha con. Nha. Chú Thiếm, cậu Chu Sinh thi đậu rồi. Đỗ Phương Cốc đang về tới kìa. Thi đậu rồi. Chú. Vậy là con đã thi đậu rồi. Cảm ơn trời Phật, con đã hoàn thành lời hứa năm xưa với anh chị con rồi. Vô nhà đi con. Dạ. Đi. Vô nhà đi con. Để ta đưa hai mẹ con các người vô công đường để gặp quan. Chứ ở đây chờ biết giờ nào mới xong. Đi. Chú tình cô có việc gì? Sao lại không vào trong? Tình cờ ta gặp hai mẹ con đi lạc nên dẫn vô đây nhờ con giúp giùm. Đi lạc? Ừ. Cô nương là ai? Đi tìm mai mà tại sao lại lạc đường? Dạ, thiếp ở miền xa, thiếp và con đi tìm người thân. Đến đây thì bị lạc. Bây giờ thiếp không biết tìm người ấy như thế nào nữa. Đi tìm người thân?
người thân của nàng là ai, tên gì, dùm người bà con ấy ở đâu, có đặc điểm gì để nhận dạng không? Bà con thì không, người thân thì chỉ có miếng bảo ngọc này để nhận ra nhau. Có phải người thân của nàng cũng có miếng ngọc bội này không? Đúng là chàng rồi, đúng là chàng rồi. Hoàng Nhi, con trai, như vậy là cha con vợ chồng mình được đoàn tụ rồi nè. Con trai của ta, chú Trung. Dạ, chào chú Danh. Chú đi đâu mà nhìn thấy sang sái quá vậy? Dạ, chắc không giấu gì chú, cháu lên kinh thành đó để làm ăn buôn bán. Vậy à? Dạ. Đi làm ăn xa mà có mình ơn vậy sao? Dạ không có sao đâu chú, đi tới đâu á mình làm quen tới đó, Tứ Hải gia huynh đệ mà chú. Phải ông đó, ngó bộ chú mày thiệt thà quá, làm ăn sao lại người ta. Dạ chú thương thì chú nói như vậy thôi, nhưng mà cháu nghĩ á, buôn bán làm ăn mình cần phải thật thà, hiền như vậy á người ta mới thương chú à. À với lại chú thấy không, làng mình mùa màng thất bát quá, ở lại cũng lây quay bữa đói bữa no à. Ừ. Rồi vốn liếng đâu mà chú mày buôn bán? Dạ cháu mới bán miếng ruộng. Ừ, cũng được ít vốn nè chú, tuy là không nhiều nhưng mà chắc là đủ xoay sở. Lần này nha cháu quyết tâm đổi đời. Vậy á, đi sớm đi, nhớ cẩn thận đó nha. Dạ, con chào chú. Ừ. Cái thằng người coi sao hiền khô à. Xin lỗi nha. Ông chủ à, còn bàn không? Dạ xin mời quý khách. À, cảm ơn ông chủ. Ờ chủ quán ơi, cho tôi một bàn. À, xin lỗi quý khách, vừa mới hết bàn, quý khách có thể ngồi chung được không? Mong quý khách thông cảm. À huynh, huynh gì đó ơi, qua đây ngồi chung với đệ nè. Qua đây. Không phiền huynh chứ? Không có phiền đâu, chúng ta đều là khách đường xa mà. Nề hà gì những cái chuyện giống như vậy. Ngồi xuống đây đi, trước lạ sao quen nha. Ông chủ. Dạ. À, cho hai cái chén, một phần rượu một phần thịt nha. Dạ, tôi biết rồi, chuẩn bị sẵn đây rồi. À, đại huynh, à, cho đệ xin lỗi, hồi nãy đi gấp quá làm trúng huynh, rớt đồ của huynh, còn có bất cứ gì không? Chẳng hay quý khách dùng gì à? À, cho một phần khô, khô đặc biệt nha. Khô. À, có dùng cháo không? Ở đây cháo gà rất à, ngon. À, cho một phần cháo nữa. À, cháo nữa phải không? À. Rồi rồi, chào chút nha. À, không sao đâu. Chỉ dơ một chút đỉnh, nhưng mà phổi là sạch rồi. Thật ngại quá. Chẳng hay cao danh quý tánh của đại huynh là gì ạ? À, xin cảm ơn. Tôi tên Trung. Còn huynh? À, đệ chắc nhỏ tuổi hơn huynh. Ở đây xóm giềng á ai cũng kêu là thằng Tèo, cứ kêu đệ là thằng Tèo đi cho nó gần gũi. Đây đây đây, cháu đóng hổ vừa thổi vang đây. Dạ, cảm ơn ông chủ. Xin mời xin mời. Cảm ơn. Dạ, xin mời quý khách. Chúc quý khách ngon miệng. Dạ. Dạ. Bà tên Tèo hả? À đúng rồi, lớn rồi mà còn giữ cái tên hồi nhỏ, đệ thiệt là dễ thương đó nha. Đúng rồi, ai cũng nói như vậy hết, nhưng mà tên của cha mẹ đặt cho mình mà, tên cúng cơm, đổi tên khác á
bị đau bụng. Quá thật là rượu ngon. Tứ Hải giai huynh đệ, hôm nay á gặp huynh ở đây đúng thiệt là có duyên. Tao cũng thiệt may mắn, mới bước chân đi làm ăn xa mà gặp người vui vẻ sỏi lỡ như đệ, chắc chắn là hên lắm đây. Người ta nói là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ đó. Nào mời đại huynh, mời chúng ta cạn ly vì một cái duyên đến, chúng ta sẽ trở thành bạn hữu. Mời đây. Mời đại huynh. Chúng ta đi làm ăn xa rồi, cái chuyện gặp gỡ bạn bè với nhau mà có duyên như vậy á là không phải là chuyện mà đây. Cảm ơn đệ. Mình đã hết luôn bình rượu rồi đây. Vậy là không cả. Được đang cao hứng mà hết rượu vậy là không được. Để đi lấy cho. Không, để ta. Chú Quán. Dạ. Cho thêm chai rượu nữa. Dạ. Dạ đây. Dạ. À đại huynh, huynh phải vô chọn cái rượu ngon nhất của quán này. Đúng rồi, rượu ở đây đặc sản mà. Mời nè huynh. Huynh ăn một miếng cháo đi, cháo ông chủ ở đây nấu ngon lắm đó. Để thật là chu đáo. Để cũng ăn đi. Mình đã uống rượu rồi thì phải ăn cháo cho nó ấm lòng. Ngon quá. Ngon không? Ấm lòng liền. Hơn 10 năm rồi đó. Mời. Tạ quá. Ôi, ăn cháo với khô á là nhất thiên hạ rồi. Mời đệ. Tửu lượng của huynh cũng thật là khá đó nha. Đây. Nào, mời đệ. Mời. Vô. Huynh bị sao vậy? Cái bụng của huynh đau quá. Chắc là do đi đường xa, ăn uống không hợp khẩu vị nên bị chột bụng vậy thôi. Không sao đâu. Xin phép, tôi phải đi ngoài gấp. Huynh cứ đi đi. Còn tên Hải này, để tôi giữ cho. Không sao đâu, đại huynh cứ yên tâm, không mất một thứ gì của huynh đâu. Đưa đây, tôi giữ cho. Để giữ giùm huynh nha. Tôi giữ ở đây là an toàn nhất. Giữ giùm nha. Huynh cứ đi đi. Chủ quán, cậu xí đâu vậy? Rồi. Ông chủ. Dạ. Chút tính tiền đại huynh tôi nha. Dạ, được rồi. Thoải mái quá, cảm ơn ông chủ. Không có gì. Ủa, Tèo đâu rồi? Kêu hắn ngồi đây giữ đồ cho mình mà. Nè mấy anh, mấy anh có thấy thằng Tèo ngồi đây không? Trời, ông chủ. Dạ. Ông chủ ơi. Gì đó cậu? Tính tiền không quý khách. Không, bạn tôi ngồi đây, ông có thấy đi đâu rồi không? Cái cậu ngồi chung với cậu hả? Cũng mới vừa đi rồi. Hả? Trời, đi đâu? Ông có biết đi đâu không? Tôi đâu có biết đi đâu đâu. Tôi thấy là xách đồ đạc đi đâu á,
Trời đất ơi, con nói là chút xíu cái chậu này tính cho cậu. Trời ơi, cái đồ lừa đảo, cái đồ ăn cướp, nó cướp hết đồ đạc của tôi rồi. Nó cướp hết rồi. Đứng lại. Tôi nói cho cậu biết nha, đừng có qua mặt tôi nha. Đừng có kết bè kết bạn rồi ngồi đây ăn nhậu rồi bỏ đi hả? Trả tiền tôi đi, không thôi tôi lột đầu cậu đó. Trời ơi, trời ơi, tôi bị lừa rồi trời ơi. Sao lại có người nằm ở đây? Coi bộ... Quỳnh ơi! Quỳnh ơi! Quỳnh ơi! Ai đó? Sao Quỳnh lại nằm ở đây vậy? Quỳnh bị bệnh hả? Thôi, nhà ở đâu? Tôi đưa về giùm cho. Mất sạch rồi. Mất hết rồi. Là sao? Nó lừa tôi, lấy hết rồi. Không còn gì hết. Quỳnh bị cướp hả? Rồi nó có gây thương tích cho Quỳnh không? Không, nó lừa tôi. Bị lừa vậy tôi chết cho rồi chứ sống chi nữa. Chắc là Quỳnh đói khát lắm hả? Được rồi, Quỳnh theo tôi. Quá ra Quỳnh gặp chuyện xui rủi như vậy à? Tại sao lại có loài người lường gạt bất nhân như vậy chứ? Mà Quỳnh cũng dễ tin người thiệt. Thôi, kể như tôi còn gặp được chút may mắn khi gặp được Quỳnh đây. Chứ không, tôi nằm chết đói ở ngoài đường cũng không may hay. Ơn này sánh bằng ơn cứu tử. Quỳnh đói quá. À, mà nè, tôi tên là Nghĩa, năm nay tôi 28 tuổi. Còn Quỳnh như vậy thì chúng ta bằng tuổi rồi. Tên tôi là Trung. Hay quá. Nếu vậy chúng ta hãy kết làm bằng hữu đi. Tôi làm sao xứng với Huynh mà kết làm bàn hữu. Bây giờ tôi trở thành kẻ trắng tay, tứ cố du thân như vậy. Huynh nè, nhà tôi ở làng kế bên đây, đất rộng người thưa. Muốn buôn bán, giao thương hay lập nông trại thì cũng dễ dàng. Nếu Huynh không chê thì cứ theo tôi về. Huynh cứ bỏ sức lao động, chăm chỉ mà làm ăn, ác ông trời sẽ không phụ lòng Huynh đâu. Thiệt sao? Thiệt chứ. Vậy là tôi có thể làm lại từ đầu sao? Nhưng mà nhưng vậy cái gì nữa? Sao lại không chứ? Tôi có thể cho Huynh mượn vốn ban đầu. Huynh đừng có lo. Huynh đúng là đại ân nhân của tôi mà. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật. Huynh à, Huynh đừng khách sáo vậy chứ. Dạ, mời anh. Dạ, mời Quỳnh. Mời.
kính huynh một chung. Đi tiếp đi. Ừ, còn nhiều thứ chú huynh coi lắm. Giải đây. À. Dạ tiểu thơ mua giải bên đi. Kia hả? Dạ, đẹp lắm. Đi. Vậy hả? Để tôi coi. Đâu? Dạ đa tạ huynh. Dạ xin mời huynh. Thời gian trôi qua nhanh thiệt. Mới đó mà đã tròn một năm rồi. Huynh có nhớ kể từ ngày huynh cưu mang tôi về đây, chỉ cho đường làm ăn buôn bán. Nay tôi mới có chút ít của nã dành dụm như vậy. Cũng nhờ vào chính bản thân của huynh mà thôi. Nếu huynh mà không chí thú làm ăn thì tôi có chỉ cách nào thì cũng bằng thừa thôi mà. Huynh tốt quá. À, huynh à, nhưng ở đời có mang ơn thì có báo đáp. Hôm nay tôi tới đây gặp huynh cũng là muốn tỏ rõ tấm lòng của mình. Ngày xưa huynh đã cho tôi mượn 20 lạng bạc, đáng bằng cả một gia tài. Nay huynh cho tôi gửi lại gấp đôi số ấy. À không, sao huynh lại làm vậy chứ? Huynh làm cho tôi cảm thấy khó xử. Tôi biết thế nào huynh cũng từ chối, nhưng nếu như huynh làm vậy thì quả ra huynh phủ nhận tấm lòng của tôi, không cho tôi cơ hội đền ơn đáp nghĩa. Huynh à, số bạc mà huynh cho tôi mượn tôi cũng không dám giấu gì huynh. Này nó đã lên gấp 4, gấp 5 lần rồi. Nên huynh hãy nhận đi, nhận đi cho tôi mừng. Thiệt vậy sao? Huynh giỏi quá. Như vậy là có vốn để buôn bán lớn rồi. Còn cái khoản đền ơn á, hãy để đó đi. Chúng ta dồn vốn đi buôn xa một chuyến, khi nào mà thành gấp 10 lần rồi huynh hãy trả cho tôi, lúc đó cũng chưa muộn. Huynh đúng là người chí tình chí nghĩa, chẳng những đưa vàng còn chỉ dạy tôi cách đi buôn. Trên đời này chắc hiếm có người giống như huynh. Như vậy thì nói là mình phải làm liền. Chúng ta hãy chuẩn bị những mặt hàng quý hiếm để mà xuôi về Nam giao thương. Dạ. À, dạ. Kính huynh. Tôi kính huynh. Đa tạ huynh. Ê huynh, coi chừng đó. Hey huynh à, hả? Sao huynh? Mình ngồi nghỉ chút đi nha. Trời nắng gắt quá, nắng quá. Ngồi đây nghỉ đi. Uống trước đi. Cứ uống trước đi mà, không sao đâu. Huynh cũng tranh thủ ăn luôn đi. Dạ. Ăn thêm đi. Uống nước, uống nước, uống nè. Uống nước nè. Bây giờ cũng trễ rồi, mình tranh thủ đi huynh hả? Mình đi. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Hôm nay nhậu nhiệt quá ha. Tôi ít tiền ăn cơm.
Dạ chào chú. Quá mà. Trời ơi chết đói à, đại nhân ơi đại nhân. Tôi xin ít tiền đại nhân ơi, tôi chết rồi bây giờ đói bụng quá. Nè, Quỳnh à, tôi làm gì vậy? Thì thấy hắn tội quá cho nên tôi tính bố thí vài đồng lẻ. Tên ăn mày này. Quỳnh là Tèo đúng không? Dạ, Tèo nó đi rồi hôm nay em thấy chỗ nó. Mày chính là thằng Tèo. Quỳnh à, quay lại. Bình tĩnh đi. Quỳnh à, đại nhân đại lượng tha cho. Quỳnh à, thằng Tèo nào vậy? Quỳnh biết hắn hả? Hắn là tên lừa đảo, tên ăn cắp. Trả tiền đây, trả tiền tôi đây. Bà con, Quỳnh à, bình tĩnh đi. Hắn là tên lừa đảo đó bà con. Quỳnh à, Quỳnh này nói giỡn, nói giỡn. Quỳnh à, Quỳnh à, bình tĩnh đi, từ từ rồi nói mà. Quá ra cái tên lừa đảo lúc trước bây giờ trở thành một kẻ ăn mày như vậy à? Đại nhân cũng biết nữa hả? Kể gì vậy? Còn nói ra. Quỳnh à, tôi lại Quỳnh mà. Bây giờ để thân tàn ma dại như vậy, đại Quỳnh đã để lấy gì để trả đây? Để trót dại mà. Để xin đại Quỳnh tha mạng cho đệ chứ nha đại Quỳnh. Quỳnh à, Quỳnh đừng có nóng. Nếu như quả thật tên này đã lừa đảo Quỳnh ngày trước thì bây giờ hắn cũng đã tàn mạc tới tận đáy rồi. Chúng ta có làm ra ngu ra khoai đi nữa thì cô nã cũng không quay trở lại được. Thôi bỏ đi Quỳnh, coi như ông trời đã trừng phạt hắn rồi. Dạ đúng rồi, đại nhân này nói đúng đó. Biết đâu là hắn có nỗi khổ gì đó. Dạ đúng rồi đó. Là vô. Rồi, tay lên. Giỡn luôn. Chặn đi, đặt đi. Chặn nè, chặn. Tay nè, tay nè, đặt đi, đặt đi. Chặn, chặn. Tay nè nha. Giỡn. Chặn nè, chặn nè. Rồi, rồi, rồi. Cái này chặn. Tay ra. Lẻ cái gì mà lẻ. Chặn. Lẻ rồi. Rồi, đặt tiếp đi, đặt tiếp đi. Nè. Rồi, đặt đi, đặt đi. Tôi chơi hết. Đặt đi. Chặn. Đặt đi. Vì này chỉ có chẳng mà thôi. Tay lên, tay lên nha. Dở nghe, dở nghe. Chẳng. Rồi, dở. Chẳng. Rồi, đếm, chẳng. Đếm, đếm. Chẳng. À. Chẳng. 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 Lẹ nữa rồi. Tức rồi, chẳng ơi. Đặt đi. Đặt đi, đặt đi. Rồi, đặt đi. Đại huynh ơi, để sai rồi. Chẳng qua do hồi đó là đệ túng quá, do mẹ của đệ bị bệnh nặng. Tôi nhớ mẹ tôi quá, không biết kiếm đâu ra tiền cho nên đệ mới làm liều như vậy. Đệ huynh biết không, bây giờ mẹ của đệ qua đời rồi, nhà cửa cũng bán hết rồi, nên đành phải đi xin ăn vậy, đâu muốn ra đây cho ta mạt xác mình đâu. Nè, người nói thiệt không đó? Dạ thiệt. Nói lâu. Cho trời, cho trời, trời đánh đệ đi. Quỳnh à, hắn đã nói như vậy thôi ta bỏ đi. Hoàn cảnh như vậy cũng tội nghiệp hắn lắm. Quỳnh à, hôm nay á, người may mắn lắm mới gặp người bạn hữu nhân từ của ta. Wow. Nể là Quỳnh đấy ta tha cho ngươi, bằng không ta đưa ngươi lên quan, thưa chân ngươi tù mọt gông. Đi đi. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, bây giờ tiểu đệ mới thấy đại nhân là một người có gương mặt nhân từ đức độ, sáng như trăng rằm. Sau này đại nhân sẽ giàu có phước đức, ba đời con cháu đầy đàn đó. Xin cho kẻ hèn này theo đại nhân để làm trâu chó mèo gà để phục vụ đại nhân được không à? Quỳnh, đúng là cái thứ có lưỡi không xương. Đại Quỳnh, đừng tin lời hắn nói. Bây giờ mình đi đi, trở về giao hàng rồi. Đại nhân, đại nhân, cho tôi đi theo phục vụ đại nhân nha. Đại nhân, đi theo sách đồ sách đạt gì cũng được. Đại nhân, dạ xin chào đại nhân. Đại nhân, đại nhân, nhớ rảnh ghé thăm nha đại nhân. Từ nãy giờ tên Tèo vẫn đi theo chúng ta. Kệ hắn đi, mình đừng có thèm để ý làm gì. Nghĩ thì cũng tội, con người mà ai cũng có lúc túng quá hóa liều. Quỳnh đúng là người đại nhân đại nghĩa, chứ thực sự đệ hả, đệ đây vẫn còn ức lắm đó. Mà nghĩ cho cùng, nếu như lúc đó hắn không giở trò với đệ như vậy thì làm sao đệ có thể gặp được người tốt giống như huynh đây, đúng không? Thì đó,
Cái gì cũng có nhân có quả hết. Ờ, huynh à, trời cũng trưa rồi, mình nghỉ chân ăn trưa rồi hẳn đi tiếp. Tên Tèo đang nhìn chúng ta ăn có vẻ thèm khát quá. Chắc là hắn ta đói. Thôi, coi như mình làm phước đi. Để tôi mang qua cho hắn một chút thức ăn. Mộc huynh à, thôi cũng được. Nè, ngươi ăn đi. Dạ, dạ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Hai đại nhân. Nè, ngươi không ăn bên đó đi. Qua đây làm gì? Dạ, ăn đắng mình buồn quá, qua đây ngồi ăn chung cho nó vui. Dạ. Huynh à, hay chúng ta cho hắn đi theo đi. Dù sao, chúng ta cũng cần một người để phụ và bóc vác hàng hóa mà. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại huynh à. Dạ, thưa đại nhân, xin cho kẻ hàng này đi theo phục vụ. Kẻ hàng này nguyện làm trâu, làm chó, làm bò, làm ngựa. Nếu hai đại nhân không cho kẻ hàng này đi theo, chắc kẻ hàng quay về nghề cũ quá. Mà chắc thì tổ nghiệp phù hộ độ trì cho kẻ hàng làm ăn khấm khá. Ngươi đừng có nói linh tinh nữa. Ngươi phải làm sao cho ta tin kìa. Đừng có đứng đó mà nói. Nói cái miệng ai nói cũng được. Dạ. Quỳnh à, chúng ta cho hắn một cơ hội đi. Hắn có đi theo làm thì chúng ta mới biết được chứ. Dạ. Coi như là cứu một mạng người. Dạ đúng rồi, cứu một mạng người như xây bảy cái chùa chứ đó. Số người á, coi ra cũng may mắn lắm. Dạ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Dạ, kẻ hàng này hứa sẽ hầu hạ hết lòng hết dạ hai đại nhân. Có dứt dai không? Không cần đâu. Dạ. Được rồi, người ăn đi. Dạ, cái bánh này đại nhân còn ăn đúng không? Cho kẻ hàng xin nha. Cái này để buổi tối. Chắc hôm nay chúng ta nghỉ qua đêm tại đây. Hai đại nhân cứ nghỉ ngơi đi. Tôi chạy ra đầu làng kiếm nước về cho hai đại nhân uống, rửa mặt cho tỉnh táo nha. Ê, con kiến nè, giết nó mới được. Quỳnh à, chúng ta cũng đã mệt rồi, mình nghỉ ở đây đi. Vậy nhà ngươi đi kiếm thử coi. Dạ, sao tôi đi cái, tôi về liền. Dạ. Quên nữa, ở đây muỗi lắm, coi chừng muỗi chích. Huynh, huynh mệt hả? Không. Bởi vì tôi không tin cái tên này. Huynh nè, huynh phải cẩn thận với nó. Tôi nhất quyết không uống nước của nó đâu. Bị một lần là tôi tởn tới già rồi. Tôi biết rồi, huynh đừng có lo xa quá. Huynh à, huynh. Con bướm nhìn lạ quá. Nó nằm như vậy chắc là chết rồi. Không sao đâu huynh, nó chỉ bị gãy cánh thôi. Tội quá. Không sao đâu bướm.
Ngươi ráng tình dưỡng nha. Khi nào khỏe rồi ta mang ngươi lên cành cây cho ngươi bay tiếp. Huynh đúng là một người hiền. Đến con sâu, con bướm, huynh cũng thương nó. Huynh thật là... À thôi, huynh đứng đây chăm sóc con bướm đi. Đệ sẽ đi tìm nước. Nè, đệ sẽ mang nước về đây cho huynh. Huynh nhớ là không được uống nước của nó. Nhớ bảo trọng. Chờ đệ nha. Biết rồi. Bướm à, ngươi khỏe hơn rồi đó. Ê, bay đi, bay đi. Ngựa quen đường cũ, tính ăn cắp nữa phải không? Dạ không có, tại nửa đêm đói bụng quá kiếm coi có gì ăn không, chứ không có ăn cắp đâu. Ngươi đừng có nói láo, ta đã nghi rồi. Tự dưng, ở đâu mà ngươi có lòng tốt đi theo hầu hai chúng ta? Nè, bị bắt qua tang rồi còn chối nữa hả? Mày dám nghĩ đúng gì tao hả mày? Hả? Tao ăn cắp đó rồi sao? Hả? Mày, hả? Mày, mày muốn gì? Hả? Tao giết mày. Hả? Mày, bố cổ mày nè. Chết đi, chết đi, chết đi. Dừng lại. Đừng lại. Đừng khốn. Con còn đứng lại đó. Hắn làm gì huynh vậy? Huynh có sao không? Đa tạ huynh, tôi không sao hết. Nó chạy mất rồi, cái thằng khốn kiếp. May mà huynh dậy kịp tiếp tay. Không thôi, để cũng mệt mỏi với cái thằng liều mạng này rồi. Không ngờ thì chứ. Đệ đã nói rồi mà, nhìn mặt nó gian lắm. Huynh nè, huynh quá nhân từ, nghe lời nó than thở mà cho nó đi theo. Thôi, tôi biết rồi. Một lần này thôi, không có lần thứ hai đâu. Chắc hắn chạy luôn rồi. Thôi, chúng ta vào nghỉ tiếp đi, sáng mai mình còn đi nữa. Huynh vô ngủ trước đi. Đệ còn phải canh một chút nữa mới yên tâm, rồi sẽ ngủ sau. À, như vậy cũng được.
Quỳnh à, Quỳnh à, Quỳnh dậy rồi hả? Phải nói ngủ một giấc ngon quá. Đệ thì cứ ngủ chập chờn thôi, vì sợ thằng khốn nạn tèo đó quay trở lại. Chắc nó nói khống chứ không nhìn thấy mình đâu. Phải đi theo nó canh sơ hở rồi hút hết cho bỏ ghét. À, tôi có mơ một giấc mơ rất là kỳ lạ. Giấc mơ hả? À, có một nàng tiên mang đôi cánh bướm tới cảm ơn tôi. Nàng tiên? Nè Quỳnh đó, đúng là giàu trí tưởng tượng à. Thật, nàng ấy bay chập chờn lượn vòng rồi biến thành nàng tiên. Nè, rồi sao nữa? Rồi nàng ấy nói với tôi là nàng chính là con bướm gặp nạn, cũng may nhờ tôi cứu cho nên mới sống sót. Bởi vậy nàng ấy muốn đền ơn cho tôi đó. Đền ơn hả? Mà nàng ấy có nói là đền ơn bằng cách nào không? Bằng cách nào hả? Nàng kêu tôi đi hết cánh rừng này nè, mang theo bờ suối tới cái cây cổ thụ, rồi đào ở dưới gốc lên, ở đó có một kho báu. Mà này huynh, có khi đó là thật đó huynh. Trời ơi, chuyện mơ mộng vậy mà huynh cũng tin sao? Biết đâu được, huynh ở hiền ắt phải gặp lành chứ huynh. Biết là như vậy, nhưng kho báu ở đâu mà sẵn trên trời rớt xuống chứ? Để nói là có đó, chứ không thể nào có chuyện trùng hợp kỳ lạ đến như vậy. Thôi thôi, không có đâu, bỏ chuyện mơ mộng đi, chúng ta lên đường. Huynh, có, đệ nghĩ là có, huynh đừng có bỏ, uổng lắm. Thôi vậy đi, nếu như mà có kho báu á, tôi tặng hết cho huynh luôn. Không được, không được, để không bao giờ nhận không như vậy được. Vậy đi, huynh bán kho báu đó lại cho đệ đi, đệ sẽ mua lại kho báu đó. Bán? Ừ. Thiệt hay là giỡn đó? Đệ nói thiệt, đệ sẽ mua kho báu đó. Bây giờ á, đệ mua, rồi sau đó chúng ta bắt đầu đào lên. Lời ăn lỗ chịu. Cái này là huynh nói nha. Đệ nói rồi. Tôi bán cái giấc mơ này mắc lắm, nhắm mua nổi không đó? Trời ơi, bao nhiêu đệ cũng mua. Đệ nói rồi. Để coi. 100 lượng bạc. 100 lượng? Sao, bỏ cuộc chưa? Đệ đồng ý. Tại sao huynh ấy lại tin chắc vậy? Ta ra giá để trêu chọc thôi mà, mua mà như cho ta vậy. Đây là cơ hội để ta trả ơn cho huynh ấy. Có hay không có kho báu cũng không thành vấn đề. Sao rồi, huynh suy nghĩ sao rồi, đồng ý không? Rồi, quyết định vậy đi. Thank you.
Đúng là vàng luôn. Vậy dạ, kho báu là có thật. Đúng như là lời báo mộng của tiên bướm. Nhưng mà có kẻ nào đó đã nhanh chân hơn mình một bước rồi. Quỳnh à, nhìn đất còn ướt. Chắc chắn hắn chưa đi đâu xa đâu. Mà đuổi theo đi. Thôi, đuổi theo cũng vô ích thôi. Kho báu là của trời, trời cho ai nấy hưởng. Tôi thật sự không biết nói sao. Hãy để tôi trả lại. Vậy nè, để đã mua rồi. Nếu mất á thì để chịu. Quỳnh yên tâm đi, sau này á ông trời sẽ trả lại cho đệ nhiều thứ khác nữa. Lo gì. Thiệt tình á, trên đời này người như Quỳnh á có một không hai. Rõ ràng của đến tay rồi, vậy mà bị cướp mất. Có gì đâu, chúng ta còn khỏe mạnh, lại chăm chỉ làm ăn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tạo dựng kho báu còn nhiều hơn như vậy. Ừ, mà Quỳnh thực sự là không tiếc thật sao? Nè, có kho báu này thì Quỳnh sẽ giàu sang hơn, sẽ phú quý hơn. Nè, một bước lên mây, sống cuộc sống của đế vương đó. Tiền bạc có khi là phúc của người này, nhưng lại là họa của người khác. Tôi nghĩ có tiền nhiều mà không do sức lao động của ta làm ra, chưa chắc là giữ được lâu. Quỳnh à, để khâm phục Quỳnh thật đó. Nãy giờ để hỏi chứ chọc Quỳnh thôi. Chuyện kho báu coi như là gió thoảng, chưa từng nghe qua. Để với Quỳnh á, sức già dai rộng, thừa sức để làm ra nhiều của cải hơn nữa, nuôi sống bản thân mình, đúng không Quỳnh? Quỳnh nè, lâu lâu á mình cứ gác chuyện cơm áo gạo tiền lại đi, rủ nhau đi du sơn ngoạn thủy, để học hỏi thêm những kinh nghiệm, thêm những điều hay lẽ phải ở trong đời. Đó cũng là một giấc mơ hạnh phúc. Thật là chí lý. Vậy thì Quỳnh có đi cùng đệ không? Có một người bạn tâm đầu ý hợp với Quỳnh, thật là một điều may mắn trời cho. Nào, ta cùng đi. Với số vàng này ta sẽ sang làng khác làm ăn. Cắt đuôi bọn chúng thì dạ. Từ nay ta sẽ giàu có. Đứng lại. Mày đi đâu mà lén lút vậy? Dạ tôi đi sang làng khác làm ăn. Làng này tôi nghèo đói quá, không có gì để ăn hết. Tôi nghèo lắm. Tôi nghèo rớt bồng tơi luôn á. Mày ôm cái bọc gì trong người đó? Cái này chỉ là quần áo đồ đạc của tôi thôi chứ không có gì hết á. Đưa đây tao coi. Lại lên đây. Lên đi. Cái gì đây? Vàng. Mày giỡn mặt tao hả? Đưa đây mày. Không. Xin phu nhân bố thí cho tôi ít ngân lượng ăn cơm. Trời ơi, vui quá. Quỳnh à, bao nhiêu năm buôn bán tất bật, bây giờ chúng ta dành thời gian du sơn ngoạn cảnh, lại học được nhiều điều bên ngoài, thật là bổ ích. Đúng vậy, đệ đã nghiệm ra rồi. Nhiều tiền bạc quá cũng không mang lại hạnh phúc. Chỉ cần đủ ăn, mạnh khỏe, an nhiên tự tại như vậy là tốt rồi. Ừ.
Quỳnh à, sao Quỳnh thấy có quen không? Tên trẻ không? Tôi trả. Nè, sao ngươi lại ra nông nổi này? Tôi đáng chết trăm lần vì tôi là kẻ không ra gì. Chính tôi là kẻ năm xưa đã nghe lén và đào lấy kho báu của hai người. Và tôi cũng đã trả giá bằng một cánh tay và cái chân bị gãy vì số vàng trên. Tôi thật xấu hổ khi gặp lại hai huynh. Thôi, chuyện cũ đã qua rồi, hai ta không tính toán với ngươi nữa. Dù gì ngươi vẫn còn sức khỏe, lo gì không làm được gì. Đại huynh của ta nói đúng đó, hãy theo chúng ta về. Chúng ta sẽ tạo công ăn việc làm cho ngươi, ráng tu tâm dưỡng tánh mà làm lại cuộc đời. Được không hai huynh? Được chứ. Hai ta tin ngươi sẽ làm được. Xin đa tạ hai vị đại nhân. Xin đa tạ. Xin đa tạ. Tôi xin hứa tôi sẽ trở thành người tốt. Tôi đa tạ đại nhân. Tôi đa tạ hai đại nhân.